Chương 3584. Đệ ngũ trụ. Ngươi không phải nói, Lôi Tổ bị Phượng Thiên chàm một nửa thần khu, thiệt hại nặng như vậy, trong thời gian ngắn, há có thể khôi phục? Hiền Viên Liên đối Triệu Công Minh hiển nhiên là có lòng tin tuyệt đối. Nói, coi như Lôi Tổ ở vào đỉnh phong, muốn thắng Triệu Công Minh tiền bối cũng không phải chuyện dễ. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Triệu Công Minh tiền bối tự mình đi tìm Thiên Cốt Nữ Đế, cho mượn kiếm đạo áo nghĩa, trận chiến này tất thắng. Lòng chủ tướng từ danh kiếm thần nơi đó cướp đoạt đến kiếm đạo áo nghĩa, toàn bộ đều cho Thiên Cốt Nữ Đế, tăng thêm nữ đế bản thân vốn là nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa, số lượng nhiều, đã tiếp cận toàn bộ vũ trụ hai thành. Triệu Công Minh là thiên đình số một số hai kiếm thần, tự thân nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa liền không ít, đến nữ đế kiếm đạo áo nghĩa gia trì, chiến lực tuyệt đối sẽ có tăng lên cực lớn. Cùng cảnh giới chiến lực chênh lệch, áo nghĩa chiếm lớn nhất tỷ trọng. Triệu Công Minh như chấp trưởng năm thành kiếm đạo áo nghĩa, trở thành kiếm đạo chúa tể, tuyệt đối có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, cùng Bất Diệt Vô Lượng phân cao thấp, thậm chí đem đánh bại. Đương nhiên đây là không thể nào sự tình, hư thiên đều không có đạt được nhiều như vậy kiếm đạo áo nghĩa. Hiền Viên Liên ngưng tụ trắng như ngọc mi tâm, một đạo ấn liên lấp lóe thần mang, hàm yên ánh mắt bên trong hiện ra ý cười, nói: truyền thuyết ngươi bị Lôi Tổ truy sát, Phượng Thiên thậm chí từ bỏ dễ như chờ bàn tay tinh không phòng tuyến đều tiến đến cứu ngươi, là thật sao? Hỏi cái này làm cái gì? Ngươi đang bẫy ta, Trương Nhược Trần nói. Hiền Viên Liên nói: các ngươi một cái là kiếm giới chi chủ, một cái là vận mệnh thần điện chuẩn điện chủ, quan hệ của các ngươi nhìn thiên đình mà nói rất trọng yếu, ngươi như vậy công sự công đàm thực sự để cho ta có chút không thích ứng, Trương Nhược Trần nói. Hiền Viên Liên tố thủ tiêm tiêm, cầm lấy bên cạnh ấm trà Tử Sa, đổ đầy một chén trà xanh đưa cho Trương Nhược Trần, nói: cùng trải qua sinh tử chi giao, đồng tiến cùng lui bạn chi kỳ, pha trà đàm nhàn sự, tâm sự chuyện lạ thiên hạ, luôn luôn có thể a. Trương Nhược Trần từ trong tay nàng tiếp nhận chén trà, đồng thời đụng chạm đến tay nàng băng nhuận cùng chén nóng hổi, cười nói: ngươi có phải hay không còn muốn hỏi ta vì sao tại vận mệnh thần điện chờ đợi ngàn năm, mà lại tựa hồ còn muốn làm qua đi thần cung thần tôn, đúng không? Hiền Viên Liên gật đầu, nói: ta hiếu kỳ đồ vật nhiều lắm, dự định từng cái hỏi. Không vội, hôm nay có thời gian. Trương Nhược Trần không vội mà uống cái này chén trà, nói: kỳ thật, trên người ngươi, ta hiếu kỳ đồ vật cũng không ít, mở rộng cửa lòng, cùng một chỗ tâm sự, Hiền Viên Liên nói. Trương Nhược Trần tới gặp Hiền Viên Liên, vốn là muốn làm rõ ràng một số việc, khóe miệng khẽ nhếch, nói: ta nói ra, ngươi khả năng không tin, ngươi nói, tin hay không là chuyện của ta, Hiền Viên Liên nói. Trương Nhược Trần thấp giọng nói: Phượng Thiên có khả năng đối ta động tình. Hiền Viên Liên gật đầu, nói: nói tiếp, ta không có nói đùa. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói: nếu chỉ là nhìn chúng thiên phú của ta cùng tiềm lực, làm sao có thể bởi vậy từ bỏ tinh không phòng tuyến? Huống hồ, nàng cứu ta, cũng không phải lần một lần hai. Tiếp xuống, Trương Nhược Trần đem Huyễn Diệt Tinh Hải cùng Hắc Ám Chi Uyên bộ phận sự tình nói ra. Ta hiện tại thật là rất sợ hãi, chỉ muốn thoát đi địa ngục giới, cách nàng càng xa càng tốt. Thiên đình hẳn là có mặt của ta thân chi địa đi. Nói, Trương Nhược Trần thuận thế nâng chung trà lên, phẩm uống. Hiền Viên Liên gặp hắn nói đến thật tình như thế, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là Phượng Thải Dực thật động tình, ta sợ là điên rồi, thế mà tin chuyện hoang đường của hắn. Trương Nhược Trần hỏi, người có thể đi ra chiếc này hoàng kim xa giá đi. Hiền Viên Liên nói, phá vô lượng sau, liền có thể đi ra. Trương Nhược Trần nói, đặt tới vô lượng cảnh trước đó, vì sao ra không được đâu? Ngươi từ lúc vừa ra đời, ngay tại trong chiếc xe này. Hiền Viên Liên trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, nói, ta nói ra, ngươi khả năng không tin, ngươi nói, tin hay không là chuyện của ta. Trương Nhược Trần nói, Hiền Viên Liên nói, chiếc này hoàng kim xa giá, ngươi cũng nhìn thấy, có thể ngăn cách thiên địa quy tắc, tự thành một tòa tiểu thế giới. Từ xuất sinh đến nay, ta từng mấy lần nếm thử đi ra xa giá, nhưng đều phát sinh chuyện quái dị, da của ta sẽ khô héo, huyết nhục sẽ mộc hóa, tựa như chúng nguyền rùa đồng dạng. Trương Nhược Trần động dung, nói, không thể nào, lấy thiên tôn tu vi, ai có thể nguyền rùa ngươi? Hiền Viên Liên ánh mắt thâm thúy khó dò, giống như là đang suy nghĩ cái gì.
Tiếp theo cười nói, dù sao đã qua, đặt tới vô lượng cảnh sau, ta có thể bằng tự thân tu vi cường đại, ngăn cản kia cỗ không biết lực lượng, ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Trương Nhược Trần lông mày tùy theo nhăn lại. Vừa rồi, hắn vốn là hướng Khô Tử Tuyệt bên trên suy đoán một hai. Nhưng Khô Tử Tuyệt cỡ nào lợi hại, lấy nộ thiên thần tôn tu vi như vậy, còn không cách nào bằng tự thân lực lượng hóa giải. Hiền Viên Liên Như bên trong là Khô Tử Tuyệt, làm sao có thể đạt tới vô lượng cảnh về sau, liền có thể ngăn cản. Hiền Viên Liên nói, ngươi vì sao như vậy không cẩn thận? Trương Nhược Trần lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hiền Viên Liên nói, thế mà bị một cái huyết đồ tính kế, dẫn đến thái thượng bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có muốn hay không ta thay ngươi diệt trừ hắn? Trương Nhược Trần liền vội vàng lắc đầu, nói, loại sự tình này như đều cần ngươi đến giúp đỡ. Ta cái này kiếm giới chi chủ há không làm không công. Hiền Viên Liên nói, muốn trừ đi huyết đồ, kỳ thật không khó, hoàn toàn có thể mượn huyết tiệt chiến thần hoặc là La Diễn đại đế đao. Thuận thế còn có thể bốc lên bất tử huyết tộc, La Sát tộc cùng vận mệnh thần điện mâu thuẫn, nhất tiễn song điêu. Trương Nhược Trần nhìn ra Hiền Viên Liên có ý dò xét, nói, ngươi như muốn giúp đỡ, ta còn thực sự có một việc cần nhờ ngươi. Trương Nhược Trần đem thời không hỗn độn liên lấy ra, nhẹ nhàng phất tay, bay về phía nàng, ta muốn đi một chuyến Bạch Y Cốc. Này Phẩm Liên, ngươi trước giúp ta nuôi một đoạn thời gian. Trương Nhược Trần nói, Hiền Viên Liên cơ trí đồng tử bên trong tràn đầy hoang mang, nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi đây là biết ta gần nhất đang nghiên cứu thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, cho nên cố ý tìm một cái lý do giúp ta. Ngươi liền không sợ trì giao nữ hoàng ăn dấm? Trương Nhược Trần nói, dù sao giao cho ngươi, ngươi phải giúp ta giữ gìn kỹ. Nếu là mất đi, dùng Quang Minh Thánh Kiếm cùng Hoàng Kim Sa giá cũng thường không đủ. Diêm Nhân Hoàn chắc chắn 72 Phẩm Liên là Hiền Viên Liên mẫu thân. Kiếp Tôn Giả cũng hoài nghi Hạo Thiên cùng 72 Phẩm Liên có quan hệ. Như vậy, đem thời không hỗn độn liên giao cho Hiền Viên Liên, hẳn là an toàn nhất. Coi như 72 Phẩm Liên cùng Hiền Viên Liên không có quan hệ, bằng Hạo Thiên đệ nhất thiên hạ tên tuổi, nàng hẳn là cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hoàng Kim Sa giá bên ngoài, Xích Xá La người mặc trọng giáp, đem tất cả quỷ khí đều giấu ở áo giáp nội bộ. Tại bên cạnh hắn, chính là Xích Hà Phi Tiên Cốc truyền nhân, khẽ nói âm thanh, khinh ngữ thanh, áo trắng như tuyết, dáng người như tiên linh, mang theo mạng che mặt, truyền âm nói, Trương Nhược Trần đã tới Vô Định Thần Hải, chắc hẳn Thái Thượng cũng tới, lần này ta triệt để an tâm. Thước Xá La nói, Thái Thượng đây là muốn tại trước khi chết cùng Lôi Phạt Thiên Tôn đồng quy vu tận, chỉ có khả năng này. Khinh ngữ thanh nói, thiên hạ tu sĩ đều biết Lôi tộc cùng Trương Nhược Trần thù sâu như biển, Trương Nhược Trần dám không nhìn Lôi tổ cùng Lôi Phạt Thiên Tôn xuất hiện đến Vô Định Thần Hải, tất có chỗ dựa. Thước Xá La khẩn trương lên, nói, Thái Thượng như tự bạo thần tâm, Vô Định Thần Hải xung quanh tinh vực cũng khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng, chúng ta muốn hay không lại lui xa một chút? Không sao, Vô Định Thần Hải xung quanh tinh vực nhất định có thiên đình một vị nào đó chư thiên tọa chấn, mặc dù ta không biết là ai, nhưng khẳng định có thể hộ chúng ta chu toàn. Khinh ngữ thanh nói, Liên công tử, sau này còn gặp lại. Trương Nhược Trần từ Hoàng Kim Sa giá bên trong đi ra, ý vị thâm trường nhìn về phía Khinh ngữ thanh cùng Thước Xá La, ngậm lấy ý cười, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến mất ở trong không gian. Khinh ngữ thanh cặp kia thanh tịnh ôn nhu đôi mắt bên trong hiện ra kinh hãi, nói, hẳn là chúng ta vừa rồi truyền âm bị hắn nghe thấy được. Trương Nhược Trần tu vi đã cao đến nước này sao? Cũng không khả năng, trừ phi hắn là đại tự tại vô lượng. Thước Xá La vốn không tin thế gian có người có thể chỉ dùng 1000 năm liền từ càn khôn vô lượng tu luyện tới đại tự tại vô lượng, khoảng cách Vô Định Thần Hải đại khái gần 30 tỷ trong ngoài hư không, sắp hàng mấy chục chiếc thánh xa cùng một chiếc thần hạm, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đứng tại thần hạm tứ phương, hướng trung tâm quỳ một gối xuống bái, cùng nghênh thần quân. Bọn hắn cùng nói, thần hạm bên trên, đế tổ thần hướng hơn 10 vị thần phi, dựa theo tôn ti trật tự, đứng thành 3 hàng, hướng đế tổ thần quân hành lễ. Những này thần phi, thấp nhất đều đạt đến thần cảnh, tu vi không đủ mạnh, bối cảnh không đủ lớn phi tử, cũng không có tư cách đến đây Vô Định Thần Hải nghênh đón thần quân. Thần quân nhưng có phá cảnh, trong đó một vị thần phi hỏi, đế tổ thần quân nói, muốn phá đại tự tại vô lượng đỉnh phong, nói nghe thì dễ,
cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đều đứng lên đi, miễn lễ. Một vị khác thần phi nói, thần thiếp có việc bẩm báo. Thiên cung thứ hai chiến thần Triệu Công Minh đem khiêu chiến Lôi Tổ. Đế Tổ thần quân nhẹ nhàng gật đầu, nói, việc này bổn quân đã biết. Bọn hắn đều là đại tự tại vô lượng đỉnh phong tu vi. Một trận chiến này nhất định rất có đáng xem. Xem bọn hắn giao thủ, nói không chừng có thể làm cho bổn quân ngộ đến cảnh giới kia huyền diệu, xông phá sau cùng bình cảnh. Thần quân nếu là phá cảnh, nhất định có thể nhất thống hoàng đạo đại thế giới. Chư thiên chi vị ở trong tầm tay, khoảng cách vô định thần hải trăm tỷ dặm bên ngoài một viên không biết tinh cầu bên trên. Một vị nhìn qua hơn 60 tuổi áo bào đen lão giả, ngắm nhìn bầu trời, trăm tỷ dặm bên ngoài vô định thần hải, đem hơn phân nửa bầu trời bao trùm, phảng phất gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Áo bào đen lão giả thân hình tráng kiện, bàng tròn eo thô, đầu đội kim loại ma quan, cho người ta vô tận bá uy. Bọn hắn thế mà tới vô định thần hải. Áo bào đen lão giả lẩm bẩm nói. Hạng Sở Nam thận trọng hỏi, sư phụ, ngươi nói bọn họ là ai? Kiếp tôn giả cùng Trương Nhược Trần. Áo bào đen lão giả nhíu mày trầm tư, lộ ra lo lắng thần sắc. Hạng Sở Nam đại vui, nói, đại ca tới vô định thần hải, quá tốt rồi. Tốt cái rắm. Áo bào đen lão giả một bàn tay quất tới, đem Hạng Sở Nam đánh bay mấy ngàn mét, tiến đụng vào một tòa màu nâu đỏ ngọn núi bên trong. Mắng, người ta hiện tại cũng là vô lượng cảnh tu vi, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi có cái gì mặt gọi người ta đại ca? Áo bào đen lão giả mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chi sắc, nói, ta mong qua anh hùng một thế, uy chấn thiên cổ, sao ta lại thu ngươi một phế vật như vậy làm đệ tử? Mong qua chi danh, nếu là truyền đi, chắc chắn sẽ chấn động hoàn vũ, bởi vì đây là loạn cổ 72 ma thần bên trong chí thượng tứ trụ phía dưới đệ nhất nhân tục danh. Hạng Sở Nam từ trong đá vụn leo ra, quần áo rách rách dưới dưới, mảy may đều không xấu hổ chi tâm, cười hì hì nói, đại ca vốn là từ ngàn xưa kỳ tài, từ xưa đến nay thiên hạ nhất phẩm, ai hơn được, không sánh bằng, người không biết đi cọ một cọ cơ duyên, cọ một cọ khí vận, mong qua chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói, dù là cọ một cọ đồng hồ nhật quỷ, người bây giờ nói không chừng đều đạt tới vô lượng cảnh. Hạng Sở Nam nói, đại ca một mực tại địa ngục giới, người không biết đi cùng địa ngục giới, hắn đi nơi nào, người liền theo đi nơi nào. Biết hay không cái gì gọi là thuận theo đại thế, đuổi theo khí vận tu luyện, tương lai người mới có cơ hội trở thành chư thiên. Không phải, lão phu cùng sư nương của ngươi tốn lại nhiều tài nguyên ở trên thân thể ngươi, đều là không tốt. Mong qua lầm bầm lầu bầu thì thầm. Kiếp tôn giả cùng Trương Nhược Trần lúc này đến vô định thần hải đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ Côn Luân giới lão gia hỏa kia thật dự định trước khi chết kéo Lôi Phạt Thiên Tôn đệm lưng? Hết chương 3584 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.